Hello, xin chào tất cả mọi người quay trở lại với clip của ông Tư 957 Server 2. Mình có ông Tư 957 Server 2. Chào tất cả mọi người. Quay trở lại, mình đã Karumi đã quay trở lại và lợi hại hơn xưa cùng với một tên tài khoản khác, lấy ác em đi anh. Lần giờ bố trôn chết bà mày nhá con. Lấy ác bố mày à. Đây nhá, lấy ác em đi anh. bên ông Tiêu 957 mình để bên tài khoản á là admin Ngọc Rồng Còi DZ. Nhân vật ông Tiêu 957 tài khoản máy chủ vũ trụ 2 admin Ngọc Rồng Còi DZ. bên bên Akarumi mình để là lấy ác em đi anh. Tức đổi mình đổi mình học 2 tiếng mới được. Mình học 2 tiếng mới được. Đồ mà từ nay trở đi thì thằng nào biết ác mình nữa. Vui nhẹ đây, vui nhẹ đây. Từ nay trở đi sẽ clip sẽ an toàn hơn và phải sẽ phê phai hơn nào. Rồi ơi, nay anh em xem sự tàn sau cuộc chiến, lấy ác em đi anh. Tên tài khoản bá đạo chưa từng thấy được. Đúng bá đạo luôn các bạn ạ. Tên tài khoản anh em xem, nhân vật Karumi, tài khoản máy chủ vũ trụ 2, lấy ác em đi anh. Số dư sau cuộc tàn này anh em. Găng mang xét vải thô 9% sức đánh. Cái radar 10% HP, đúng nghèo nghèo đến nỗi mà không có tiền mua radar 900 sức đánh. Mang găng da 90% sức đánh. Cái áo 15% HP, với lại cái quần 12% sức đánh này. Với lại cái quần da 3% sức đánh, với lại cái giày nhựa cái radar 10% HP, quá là cùi, giáp luyện tập cấp 3. Anh em nào có nhu cầu mua ạc này không nhỉ? Mua thì mình để lại luôn cho nào. Mua mình để lại luôn cho giá đẹp thôi. Anh em nào mà không thích thì thôi, không ép, mình để mình chơi. Lấy ạc em đi anh. Qua bên ốc tiêu 97 trôn tiếp nào. Admin Ngọc Rồng Còi DZ chào anh em. Ôi trời ơi, tài khoản thế này chết cha rồi, thằng nào đắng cay giờ sao biết được ta, đắng lòng thật. Bật nhiệm vụ lên chơi coi nào. Ôi trời ơi, Admin Ngọc Rồng Còi DZ đúng đắng cay thật, không thể nào mà diễn tả được cái tên đúng bá đạo như thế này. Admin Ngọc Rồng Còi DZ. Được đấy, tên khá đấy chứ. Cũng gọi là có chút bản lĩnh, lấy ạc em đi anh. Phải nói rằng phôi phai quá. Để coi nào, mang hai set xi bắp. Ui 110k sức đánh. Wow, à có cuồng nộ anh em ạ. Chung cũng có chút bản lĩnh đấy chứ. Mang hai set củi mía. Mang hai set củi bắp mà để 24 tỷ 2 ạc này thì nói chung thì vẫn còn nguyên vẹn sau cuộc chiến. Mình xem là cây đầu 7 à, dương đồ mình xem nào. Chung là cũng cũng như vậy, full full cải trang mới. Con xeo con. Với lại thêm một cái giáp luyện tập cấp 3 nữa. Đồng thời một cải trang sói ca, nói chung là cũng khá là ngon. Anh em nào mà có nhu cầu múc ạc này về thì cứ liên hệ với mình thôi. Tài khoản là lấy ạc em đi anh. Dạ lấy ạc em đi anh. Đúng rồi, lấy ạc em đi anh à. Vâng. Admin Ngọc Rồng Còi DZ, đúng tài khoản bá đạo trên từng hạt gạo. Giờ mình sẽ clip mình sẽ làm clip đi bản đồ kho báu sau nha. Hôm qua mình đã đi map 60 rồi. Mình sẽ làm một clip khác đi map deep hơn. Thôi clip này chắc mình dừng lại đây thôi. Clip này mình chủ yếu trôn cái thằng trộm nick của mình. Thách nó lấy ạc lần nữa, mình tiếp tục làm clip thách nó lấy ạc lần nữa. Đây là Karumi tài khoản lấy ạc em đi anh. Dạ chú lấy hộ em ạ. À. Chú lấy tài khoản hộ em ạ. À. Đây là cái ạc Karumi của em ạ. À. Còn đây là ạc ốc thứ 957 ạ. À. Tài khoản của em là em cho anh biết tài khoản của em là Admin Ngọc Rồng Còi DZ, với lại tài khoản kia là lấy ạc em đi anh. Clip troll chết bà mày luôn nhá cưng. Ok, chào và gặp lại tất cả mọi người. Like và đăng ký kênh ủng hộ cho Còi nhé. Cảm ơn anh em, yêu anh em nhiều. Ok.